không chỉ hai Việt Nam, trailer MV mới của Sơn Tùng MTP còn lọt top trending ở cả Mỹ, Hàn Quốc và Canada, vươn lên 15 toàn thế giới. Trong những năm gần đây, bất kỳ khi nào Sơn Tùng MTP comeback với sản phẩm mới, MV ấy gần như cầm chắc vị trí top một trending YouTube Việt Nam, thậm chí còn dễ dàng vươn đến tác thịnh hành của nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Mặc dù việc các MV lọt top trending tại nhiều nước đã không còn là chuyện hiếm, nhưng là MV chính thức thì không nói. Còn đến cả teaser sau một đêm cũng đồng loạt lọt top trending ở các nước lớn thì chỉ duy nhất Sơn Tùng MTP mới có thể đạt được. Teaser MV có chắc yêu là đây Sơn Tùng MTP? Cụ thể, tính đến 9 giờ 0 phút sáng ngày ngày 30 tháng 6 theo giờ Việt Nam, tức khoảng hơn 12 tiếng kể từ khi Sơn Tùng tung teaser có chắc yêu là đây, đoạn clip đã nhanh chóng vươn lên top 2 trending tại Việt Nam, vượt BTS để đối đầu trực tiếp với Blackpink ở vị trí 1. Chưa dừng lại ở đó, teaser có chắc yêu là đây, đã vươn đến top 16 trending ở Canada, top 39 trending ở Hàn Quốc và top 44 trending ở Hoa Kỳ. Đây là thành tích cực khủng mà chưa có nghệ sĩ Việt nào khác làm được chỉ với một đoạn teaser ngắn ngủi. Còn nhớ khi Sơn Tùng ra mắt MV hãy trao cho anh, hồi đầu tháng 7 năm 2019, anh cũng đã vươn đến một trending Hàn Quốc, Ba Canada và 8 Hoa Kỳ, có thể thấy lực lượng fan quốc tế của Sơn Tùng tại các quốc gia này vô cùng đông đảo và cũng bừng bừng khí thế không hề kém cạnh Sky trong nước là bao. 2 trending Việt Nam, 16 trending Canada, 39 trending Hàn Quốc, 46 trending Hoa Kỳ. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi chỉ sau một đêm, teaser có chắc yêu là đây đã debut, tại vị trí thứ 15 trên danh sách những MV được xem nhiều nhất, trong 24 giờ qua. Có vẻ như tính đến hiện tại, việc sơn tùng MTP càn quét thị trường trong nước là điều rất hiển nhiên. Sky giờ đây đang đặt những mục tiêu cao hơn, ở tầm khu vực và quốc tế cho nam ca sĩ trong lần cơm bách này. Danh sách cập nhật đến 9 giờ 0 phút sáng ngày 30 tháng 6, giờ Việt Nam của. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.